sang các cái chuyên luận cụ thể, các cái chuyên đề về dược liệu chứa carbohydrate, dược liệu chứa tinh bột. Thứ nhất là sắn dây, cái này thì rất là quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không? Cây sắn dây, tên khoa học của nó là Fusaria thomsoni. Họ đậu Fabaceae. Cái đặc điểm thực vật đấy, đây trình bày, cái khi mà các bạn làm, các bạn trình bày đúng như những ngành đầu dòng như này, rễ củ dài to nặng nhiều xơ. Cái này cái sắn dây của nó, cái bộ phận dùng đặc biệt là củ này, ngoài ra thì người ta có thể dùng hoa, và dùng gì ạ, thân thì dây leo tự quấn, lá kép gồm ba lá chét, cuống lá chét vữa dài. Cái dược liệu như thế nào các bạn rồi thì nó rất là dễ, chỉ là những cái dược liệu nó rất là quen thuộc, chúng ta không cần học, chúng ta có thể nhớ được. Thì khi mà vào thi chúng ta chỉ cần trình bày theo đúng cái trình tự này là được. Và rất nhiều ví dụ như là đinh lăng bạch chỉ này, sắn dây này, hòe hoa này, nó rất là quen thuộc với chúng ta rồi, đúng không? Hoa màu xanh, một phần chùm và kẽ lá. Bộ phận dùng, rễ củ, thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 3, tháng 4 năm sau. Thông thường người ta sẽ thu hoạch vào cuối năm, cùng lắm thì đầu riêng thôi. Bắt đầu người ta thu hoạch là từ tháng 10 đến tháng 12. Ở một số vùng, ví dụ như là Thái Bình chẳng hạn, bây giờ người ta trồng cái sắn dây, không trồng như ngày xưa nữa. Đấy, dây thì nó không to, không quá to, không quá dài, nhưng mà đặc biệt là củ của nó thì rất là nhiều, dài. Người ta đắp một cái bồng, rồi xong bắt đầu người ta cho những cái cỏ, cỏ rác xuống dưới, xong bắt đầu đổ cát lên, cát xong rồi đất, cát xong với lại một lớp phân, lớp mùn ấy. Xong bắt đầu người ta đặt một cái khoanh dây vào, xong bốn xung quanh cái bồn nó giống như một cái thủ phi ấy, kiểu kiểu như thế, nó to, thủ phi bên trong là nhồi cát với lại đất mùn với rác mà. Xong đến khi người ta nó lên thì bắt đầu người ta bắc dàn, bắc dàn cho nó leo, bốn năm sáu ủ ấy, trong một cái khoảnh vườn. Đến khi mà đến cuối năm thì bắt đầu người ta gỡ cái bồng nó ra, xong rồi người ta lấy tay người ta bới cát, bới mùn ra rất nhiều củ, năng suất rất là cao. Để chế vị cát căn thì rửa sạch, bóc vỏ. Cái này giống như lúc trước ấy, thì cái phần mà thầy có nói với các bạn ấy là từ bột sắn dây mà thành tinh bột sắn dây. Để cát căn ở đây thì người ta có thể người ta dùng cái củ sắn dây thì người ta thái lát luôn. Cái củ người ta rửa sạch, người ta thái lát, người ta sấy. Còn người ta có thể dùng thành làm thành tinh bột sắn dây. Về thành phần thì là chủ yếu là tinh bột và flavonoid. Về công dụng thì cát căn là một vị thuốc chữa sốt, nhức đầu, khát nước, kiết lị, ban sởi, huyết áp cao. Tinh bột sắn dây thì pha với lại nước, thêm đường uống để giải khát. Người ta có thể là uống sống, hoặc người ta có thể nấu lên, nấu thành bột. Có một kinh nghiệm cho các anh mà hay phải đi tiếp khách ấy, uống rượu ấy. Thì trước khi mà uống rượu hoặc là trong khi uống rượu mà có bột sắn này pha ra uống, tất nhiên là cũng không cần phải cho nhiều đường quá đâu, chỉ cần bột sắn dây là được. Đấy. Người ta ngoài về cái cát căn ra, rễ củ ra, người ta có thể dùng hoa, gọi là cát hoa. Đấy. Cát hoa cũng được dùng để giã rượu, nhưng mà lúc mà xe rượu mà tìm bột sắn dây thì dễ hơn rất là nhiều, có việc đi tìm hoa, đúng không? Về cách dùng và liều dùng thì thường dùng 10 đến 20g trên một ngày, giảm thuốc sắc. Tinh bột sắn dây có thể uống sống hoặc nấu chè, ăn theo nhu cầu. Loại thứ hai đó là đại mạch. Nên anh uống bia thì nên ngắm kỹ cái này này. Đã. Bia là nguyên liệu để sản xuất bia là từ chính cái này đây này, đại mạch cái này. Không biết là người ta bia người ta từ cái gì ra. Đã. Cái đại mạch, cái tên khoa học của nó là Hordeu vulgare, họ lúa là Poaceae. Cái này nó cũng nằm trong cái ngũ cốc ấy. Đã. Ở Việt Nam thì không trồng cái này, nhưng trên thế giới thì người ta chủ yếu là cái này. Đặc điểm thực vật cây thảo sống hàng năm, thân rỗng, có nhiều gióng và mẫu. Với đặc điểm của họ lúa là thân rỗng, gọi là thân rạ. Lá đơn mọc so le, hình dải có vẻ chìa và không có cuống lá. Cụm hoa thì bông, quả lại thóc, để quả nó giống như là cái hạt thóc ấy. Nhưng mà hạt thóc thì cái bông nó to hơn, nó đều hơn. Để cái đại mạch thì nó lại theo cái chùm này hơn. Đấy.
Cái này thì chủ yếu ở các nước ôn đới thôi. Việt Nam cũng có thử nhưng mà năng suất của nó không cao. Và chúng ta thì chỉ trồng lúa nước thôi. Và cần thiết thì chúng ta lúa thì nấu thành rượu, xong rồi đem đi đổi lấy bia, không sao cả, đúng không? Đây chính là nguồn nguyên liệu để sản xuất bia đấy ạ. Bộ phận dùng, mạch nha là hạt, thực ra là quả đấy, được thu hái về ngâm ủ cho nảy mầm và phơi khô. Cái mạch nha ấy là chính là cái mầm mầm cây, giống như là chúng ta làm giá đỗ đấy, cái hạt 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 của đại mạch ấy, xong bắt đầu cho thành mầm. Từ cái đấy bắt đầu người ta, cái mạch nha này bắt đầu người ta mới nấu nó lên. À, hiện nay thì chị em là rất là thích dùng gọi là mầm đậu nành đấy. Cái mầm đậu nành thì không thực sự tốt như chúng ta tưởng, thay vì đó thì chúng ta cứ uống nước đậu nữa hoặc là ăn tàu phớ nữa. Thì hôm trước thì thầy có phân tích cho các bạn ấy, là trong cái hạt đậu đậu tương ấy, đậu nành ấy, thì nó có chứa cái hàm lượng progesterone nội sinh thiên nhiên rất là tốt đối với phụ nữ. Đấy, chính là kéo dài tuổi thanh xuân đấy. Đấy là khi mà cho nó lên mầm rồi, xong rồi bắt đầu lại đem nghiền nó ra, sấy nó lên, đúng không? Sấy nó lên, nghiền thì xong nó ra bột, bột xong lại pha uống, thì thực ra thì nó lại có một cái tác dụng khác so với lại cái nước đậu nành hay là cái đậu phụ mà chúng ta ăn ấy. À, những cái mạch nha thì nó lại, người ta từ cái hạt đại mạch người ta làm cái mạch nha này cơ. Cái thành phần hóa học của nó là tinh bột, nó protein, lipid, vitamin và khoáng chất, đặc biệt là trong cái hạt đại mạch ấy thì có khá là nhiều vitamin. Chúng ta thì các bạn biết rồi là ăn ăn ăn, ăn cơm là chủ yếu, đúng không ạ? Cơm nó giống như một cái lẽ sống của người Việt ấy. Ở nước ngoài thì thường thường là thi thoảng họ ăn cơm, ăn bánh mì đấy, họ ăn súp, ăn đủ các cái thứ, không nhất thiết mà ăn cơm người Việt mình đấy. Thế nhưng mà người Việt mình thì các bạn biết là các cái loại vitamin ấy thì nó tập trung ở vỏ áo, vỏ áo và các hạt ngũ cốc, trong đó có vỏ của hạt gạo. Thế thì trong quá trình mà chúng ta xay sát này là chúng ta bóc hết cái lớp vỏ ra đi thì hàm lượng vitamin nó giảm rất là nhiều. Thế cho nên là một số khi mà các bạn biết là khi mà chúng ta có cái máy sát gạo ấy, về ấy, thì một thời gian hay là ngày xưa tù chính trị ấy, thì được ăn ăn cơm trắng. Ngày xưa là thóc phải cho một cái cối để xay. Ở đây những anh chị làm lớn tuổi thì chắc là biết cái cối xay thóc, đúng không? Nó xay là bóc cái vỏ trấu nó ra, xong bắt đầu còn cái gạo đấy người ta gọi là gạo lật, gạo chôm hay gạo lứt, vậy tùy mỗi vùng người ta gọi. Từ cái gạo đấy bắt đầu cho vào cái cối để giã, giã để cho nó trắng đó. Còn nếu mà để cái gạo đấy thì ăn nó rất là khé, khé nhưng mà nhai lâu thì nó rất là bùi. Đấy, nhưng mà phải giã trắng nó ra. Cái cám thì để cho lợn. Đấy, còn người thì ăn cái gạo gạo trắng ấy. Nhưng mà những cái vitamin thường nó tập trung ở cái vỏ ngoài. Thì khi mà bộ đội miền miền Bắc ấy, vào trong Nam, bắt đầu là cái tù chính trị bắt đầy ra Côn Đảo, thì để đảm bảo nhân quyền bắt đầu nó cho cái gạo cơm trắng 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 phong, nó bóc hết cái vỏ ngoài đi. Thế là lính tráng người ta ăn xong một thời gian là bị thiếu vitamin nhóm B, gây nên cái bệnh gọi là beri beri tê phù. Ngay kể cả như là người dân mình cũng thế, một thời gian là vitamin nhóm B rất là quan trọng đối với lại cái dẫn truyền thần kinh cơ, thần kinh ngoại biên. Đó thì lại quay trở lại ăn cám để bổ sung vitamin B. Nhưng bây giờ thì các bạn biết là vitamin thì rất là nhiều trên thị trường, đúng không? Vừa nhiều vừa rẻ. Về công dụng thì nó kích thích tiêu hóa, bổ dưỡng, lợi sữa, sữa đi ngoài, viêm ruột, làm nguyên liệu trong sản xuất bánh kẹo, thực phẩm. Đây, cái nha này này. Đấy, cái mạch nha này làm bánh kẹo, cho các loại kẹo. Thì dược liệu tiếp theo đó là yến dĩ. Cái này thì những anh chị nào lớn tuổi ở quê thì chắc là biết, cái hạt yến dĩ này hay dùng để già, cái hạt già ấy nó trắng, hay dùng để sâu sâu thành cái vòng đeo cổ. Cây yến dĩ còn gọi là cây bo bo, tên khoa học của nó là Coax la lacrima zobi họ lúa, tên dòng ngũ cốc. Đặc điểm của nó, cây thảo sống hàng năm cao từng mét đến mét rưỡi, thân nhẵn bóng có vảy dọc, thân có phân nhánh, lá hình mác dài, gân dọc nổi rõ, hoa thì đơn tính cùng gốc,
quả có mảnh cứng bao bọc, cây mọc hoang ở nơi ẩm mát và có trồng nhiều. Ở Việt Nam thì cũng trồng nhiều ở các cái vùng như là Thanh Hóa, Nghệ An. Một phần dùng là hạt đã bóc vỏ, phơi sấy khô. Hiện nay có cái vị dược liệu đó là vị ý dĩ. Đấy. Thành phần hóa học thì tinh bột là chủ yếu. Ngoài ra còn có coenzenolit có tác dụng chống ung thư. Cái này thì hiện nay người ta cũng đang ở giai đoạn nghiên cứu thôi, cũng chưa chứng minh lâm sàng. Công dụng để kích thích tiêu hóa, chữa trị viêm phổi, lợi tiểu trong bệnh phù, bệnh bí tiểu, bồi bổ cơ thể. Ý dĩ thì bồi bổ cơ thể rất là tốt. Nhưng có một điều là khi mà ví dụ ăn ý dĩ thì nó sẽ làm giảm tiết sữa. Cách dùng và liều dùng là ngày 30 đến 10 đến 30 gram sắt thuốc bột hoàn tán, có thể nấu cháo ăn. Cái này nó cũng giống như là hạt mạch, giống như là gạo, nó không không bở, không không như là gạo đó. Ẩm thực dược liệu tiếp theo đó là cây sen. Cây sen thì rất là nổi tiếng trong dược liệu Việt Nam. Như lần đầu thì thầy có nói các bạn là tất cả các cái thành phần bộ phận của cây sen đều được dùng làm thuốc. Tên khoa học của nó là Nelumbio nucifera họ sen Nelumbonaceae. Cái đặc điểm thực vật thì cây được trồng ở nước trong các cái ao đầm, thân rễ hình trụ mọc trong bùn gọi là ngó sen, cái thân của nó. À, có cái món gọi là ngó sen đúng không, nộm ngó sen gì đấy. Nên là ngày xưa lại chỉ có cung đình thôi, món ăn cung đình. Lá thì mọc khỏi lên mặt nước, uống lá dài có nhiều gai nhỏ. À, phiến lá thì hình đĩa, hình cái đĩa rất là to. Hoa thì to, gồm rất nhiều cánh hoa màu trắng hoặc là màu hồng, hoặc phớt hồng, gọi là hồng cánh sen ấy. Hoa đều, lưỡng tính, nhiều nhị. Lưỡng tính ở đây là hoa đực và hoa cái trên cùng một hoa, nhị và nhụy trên cùng một hoa. Đây là bát sen này. Đấy. Đây là cái sen nó đã thành quả lại. Đây là chùm quả đấy, mỗi đây là một quả đấy. Đấy. Người ta gọi đây là bát sen. Đây là hoa sen. Đó. Mỗi lá noãn thì sinh ra một quả và trong được một hạt. Đấy. Thì chúng ta học thực vật thì chúng ta sẽ phân biệt đâu là quả, đâu là chùm quả, đúng không? Về bộ phận dùng, đây các bạn thấy đây, thì tất cả các cái bộ phận ở trên cây sen đều được dùng làm thuốc. Quả sen này thì gọi là liên thạch, hạt sen đã bóc bỏ lá mầm gọi là liên nhục, nhục ở đây là thịt ấy. À, lá mầm của cái hạt sen thì gọi là liên tâm, lá mà phơi sấy khô là liên diệp, hay người ta gọi là hà diệp. Tua nhị phơi sấy khô gọi là liên tu, cái nhị ấy. À, cái này mà người ta hay dùng, cái liên tu là người ta hay dùng để người ta ướp chè đấy. À, sáng có bạn hỏi thầy là nước xương, giọt xương đấy đọng để nấu chè ấy. Chính ra đây là cái chè sen đây này. À, thứ nhất là cái xương nó đọng trên cái lá sen ấy, xong rồi lấy cái đó và người ta có cái, hiện nay có một cái là người ta cho sen vào cái hoa sen đang nở ở cây ấy, bắt đầu người ta cho chè vào cái lá sen đó, xong người ta buộc túm nó lại. À, cái thứ hai là người ta lấy cái liên tu này, à, giống như hạt gạo, à, chính là tua nhị, xong bắt đầu là người ta ướp với chè trong một thời gian để nó chè thì nó hấp thụ cái mùi cái hương sen ra, hương sen nó rất là dịu mát thơm. À, sau đó thì người ta sàng, người ta loại bỏ cái đấy đi, xong người ta lấy lại chè. Đấy là chè sen. À, vị thuốc là liên tu, gương sen bóc hết quả gọi là liên phòng, ngó sen gọi là liên ngẫu. Đấy. Các bạn thấy là rất nhiều các cái bộ phận, rất nhiều vị dược liệu trong một cây sen: liên thạch, liên nhục, liên tâm, liên diệp, liên tu, liên ngẫu, liên phòng. Về thành phần hóa học thì hạt có tinh bột, đường, protein, tâm sen thì có alkaloid, và lá thì có alkaloid và flavonoid. Về công dụng thì hạt sen là bồi bổ cơ thể suy nhược, di mộng kinh. Người ta thường gì à, gà hầm thuốc bắc ấy, và chính là hầm thuốc bắc thì trong đó lại có giải cứu với lại hạt sen liên nhục. Ở trong cái thang thuốc bổ tỳ cho người mới ốm dậy và cho trẻ con ấy, kém ăn chậm lớn ấy, thì có liên nhục,
đó là hạt sen. Tâm sen thì chữa mất ngủ, lá sen thì chữa máu nhiễm mỡ, thanh nhiệt, đại tiểu, cái liên diệp hoặc là hạt diệp. Một cái vị dược liệu tiếp theo đó là hoài sơn, hay gọi là cây củ mài. Tên khoa học của nó là Dioscorea perissimilis, họ củ nâu Dioscorea. Đặc điểm thực vật là dây leo quấn răng phải, thân rễ hình thành củ ăn sâu xuống đất, lá thì mọc đối, có khi mọc so le, lá đơn nhẵn hình tim đầu nhọn. Cái lá thì rất rõ. Hoa thì mọc thành bông, quả nang thì có ba cánh, cây thì mọc hoang ở rừng, nhân dân ta thì vẫn đào lấy cái củ ăn. Và cái củ hoài sơn này được gọi là thánh dược trong cái kháng thuốc bổ tỳ. Ngày xưa thì cái này nó mọc hoang rất là nhiều và củ nó rất là to. Đấy, các bạn thấy cái củ có thể nó dài đến gần mét ấy, 50 đến 60 phân. Sau đó về thì cứ thái lát, nó phơi sấy khô, rửa sạch thái lát, phơi sấy khô. Đấy là vị hoài sơn. Trẻ con á, mà nó bị gọi là coi xương, kém ăn, chậm lớn, thì thường thường có cái thuốc bổ tỳ này. Cái vị thuốc, sao nó thu mua, thế là dân mình đi đào, bởi vì từ cái món ăn với lại một vị thuốc thì đi khác nhau. Thế khi mà chúng ta bán hết cho Trung Quốc rồi, chúng ta lại nhập cái vị thuốc hoài sơn từ Trung Quốc về. Thế thì đào thì mới đầu mới khai thác thì nó rất nhiều cây nó cũng củ to, khai thác nhiều quá rồi cái cây nó không kịp, thì toàn những củ bé bé xíu xíu như này, nên là Trung Quốc nó thu mua hết thì dẫn đến là cái nguồn hoài sơn của chúng ta nó bị cạn kiệt. Hay là các bạn biết là Trung Quốc họ mua những cái củ bé này về để làm gì ạ? Họ cho vào máy, họ rửa lên xong bắt đầu họ cho hết vào, họ ninh nhừ lên xong bắt đầu họ nặn lại thành cái củ nó to to như thế này đấy, nặn thành cái củ to để cho cái bên ngoài ấy, cái vỏ bên ngoài nó mốc meo lên đấy, nó giống như một cái củ thật ấy. Xong bắt đầu họ lại mới thái lát xong bắt đầu họ sấy xong họ xuất ngược trở lại Việt Nam. Các cụ nhà ta, các thầy đông y đấy, thì như lúc đầu thì nói các bạn là chúng ta thì vẫn cứ quan niệm là thuốc nam và thuốc bắc ấy, thì thuốc bắc thì sẽ tốt hơn thuốc nam, trong cái tư duy này thường thường là suy nghĩ như thế. Nhưng mà thực ra thì thuốc nam với thuốc bắc nó chỉ gọi là phân biệt về nguồn gốc thôi, thuốc bắc phải nhập từ Trung Quốc, còn thuốc nam ở Việt Nam. Nhưng mà khi mà tôi hỏi các cụ lớn tuổi ấy, hỏi là thuốc nam thuốc bắc là cái gì, thì các cụ được nói là thuốc nam thì không tốt bằng thuốc bắc. Đấy, có người thì trả lời là thuốc nam là hoa lá cồng kềnh, còn thuốc bắc là những củ quả mà nó có tác dụng chữa bệnh cao, kiểu như thế. Nhưng mà dược sĩ khi được hỏi thì chúng ta cũng trả lời như thế nha. Chúng ta phải biết được là thầy ơi, thầy cho các bạn vào với thầy. Thầy cho các bạn vào với ạ. Thuốc nam là thuốc mà ở Việt Nam, còn thuốc bắc là nhập ở Trung Quốc, không phải là nó có giá trị gì hơn. Và nhiều những cái thuốc mà ở Việt Nam ấy, nó còn có cái giá trị chữa bệnh còn tốt hơn là so với Trung Quốc. Đấy. Ví dụ như là các bạn biết là cái vị như tất ấy. Như tất Việt Nam gọi là cỏ xước. Đấy. Cái củ là cái cây cỏ xước. Ngay cả hoài sơn này là ở Việt Nam ấy chứ. Tất nhiên là cũng có những cái vị thuốc thì chỉ có Trung Quốc như nó. Là chỉ có Trung Quốc về thì nó mới có giá trị chữa bệnh thôi. Bởi vì cái này thì thầy cũng phân tích với các bạn rồi, là đặc biệt là những cái cây trồng dược liệu ấy, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, đúng không ạ? Cái này thì thầy nói rất rõ các bạn rồi. Đấy. Thì là đặc biệt là xuyên quy. Đấy. Xuyên quy là cái đương quy ấy, nhưng mà cái đương quy mà nó có giá trị nhất là nó phải trồng ở cái vùng tứ xuyên thì nó mới có giá trị, chứ trồng những vùng khác thì không có giá trị. Đấy. Cũng giống như ở dược liệu ấy, thì hiện nay chúng ta đang quy hoạch ở cái vùng trong cái phần mà tài nguyên cây thuốc ấy, thì thầy có chia sẻ với các bạn ta đang quy hoạch vùng ở Mộc Châu, Sơn La hay là Sapa hay là Tam Đảo hay là Đà Lạt. Đấy, những cái vùng đấy là thứ nhất là gì ạ? Cái điều kiện khí hậu, điều kiện thổ nhưỡng ấy. Thì các bạn biết là khi mà càng lên cao á, thì áp suất nó càng giảm thì không khí càng loãng, đúng không ạ? Thì nó lại phù hợp với nhất định với một số các loại dược liệu thôi. Đấy. Như thầy phân tích với các bạn là cái sâm ngọc linh,
sâm Ngọc Linh nó có giá trị khi mà nó chỉ ở cái vùng Nam Trà My thôi, vùng Quảng Ngãi thôi, mà nó lại chỉ sống được ở dưới tán rừng thôi, có nghĩa là cái lá cây ấy, của cái rừng đấy nó rụng xuống nhiều năm rồi, nó tạo thành lớp mùn, xong bắt đầu cái giống cây đấy trồng vào đấy thì nó có giá trị. Và bây giờ mà mang sâm Ngọc Linh về Thái Bình trồng, Hải Dương trồng chẳng hạn, nó cũng trong củ, nhưng mà cái củ đó thì nó giá trị lắm. Đấy, thì riêng về chỗ này các bác này chúng ta hiểu cái gì đó. Và tiếp tục về cái Hoài Sơn này, bộ phận dùng là củ thu hái rửa sạch ngâm phèn, xông diêm sinh cho khô, diêm sinh để lưu hình để cho nó khỏi mốc. Và thành phần hóa học là tinh bột và chất nhựa, công dụng là bổ tỳ, bổ thận, chữa lị mạn tính, đái tháo đường, mồ hôi trộn, di mộng tinh, chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu. Các bạn thấy không, cái vị Hoài Sơn này nó có tác dụng chữa rất nhiều bệnh, bổ tỳ. Thì cái hôm đầu tiên ấy, thì thầy có nói là sau này các bạn học với y học cổ truyền thì các thầy cũng sẽ phân tích lại cái này. Đấy, ngũ tạng là tâm, can, tỳ, phế, thận. Thì tâm là tim rồi, can là gan rồi, tỳ là cái gì chịu, không biết là cái gì cả. Nhưng mà theo đông y thì cái bộ phận cái tạng tỳ này, tạng rất là quan trọng. Tỳ chủ vận hóa, nhưng xét về mặt giải phẫu thì hỏi tỳ là cái gì thì không biết tỳ nó là gắn vào cái gì cả. Đấy, thận thì biết rồi. Đấy. Thì đấy là cái vị Hoài Sơn. Hoài Sơn là thánh dược ở trong cái bổ tỳ. Cách dùng và liều dùng là ngày từ 12 đến 24 gram, tạo thuốc sắc hay là thuốc bột. Vị tiếp theo là vị trạch tả. Đấy, các bạn thấy cái trạch tả này nó rất là giống với lại cái cây bông mã đề ở Việt Nam mình này. Đấy, trong cái nhóm thuốc mà tác dụng lợi tiểu thì có mã đề và trạch tả. Cái củ trạch tả thì nhìn nó lại rất giống với lại cái củ khoai sọ. Nó bé hơn củ khoai sọ, nhưng mà nhìn nó rất giống. Và nó trắng hơn củ khoai sọ, và nó cứng hơn củ khoai sọ. Đấy. Tên khoa học của nó là Alisma plantago aquatica. Họ trạch tả Alismataceae. Đặc điểm thực vật là cây thảo cao từ 0,6 đến 1 mét. Thực ra nó không cao đến mức độ như thế đâu. Nó chỉ tầm 30 đến 40 cm thôi, ở những cái nơi mà đất tốt. Thân rễ trắng, hình cầu hay là hình con quay. À, nó giống như cái củ khoai sọ dưa nhỡ ấy. Như thế thì các bạn dễ hình dung. Lá mọc thành cụm ở gốc, phiến lá hình trứng, đỉnh nhọn, hoa hợp thành tán, đều lưỡng tính. Quả phức, trạch tả thì mọc hoang ở các cái ruộng lầy, Lào Cai, Thái Nguyên. Ngoài ra thì có trồng bằng hạt ở nhiều nơi, Bắc Ninh, Nam Hà. Bộ phận dùng là thân rễ phơi và sấy khô. Thành phần hóa học của nó là tinh bột và các cái dưỡng chất của triterpenoid. Thì khi mà chúng ta học về hóa dược ấy, thì chúng ta phải biết là cái cấu trúc của terpenoid nó là cái gì. Tri ở đây là 3. Đấy. Chúng ta là dược sĩ thì chúng ta phải biết cả Đông Tây Kim Cổ đúng không? Hán ngữ cũng biết, rồi Latin cũng biết, tiếng Anh cũng biết tí, tiếng Pháp biết tí, tiếng Nga biết tí. Thực ra cái này là tiếng Nga đấy. Mono này, đi này, tetra này, penta, hexa, heptan, đúng không? Octan. Đấy. Về công dụng và lợi tiểu, cái này tác dụng lợi tiểu rất là tốt, tiêu đục, tiêu gút. Đấy, để hôm đầu tiên thì có chia sẻ với các bạn là cái thuốc hoàng khấu phong ấy, trong chữa gút ấy. Các bạn còn nhớ cái bài mà colchicine ấy, colchicine chữa gút ấy, có đề cập đến cái vị trạch tả này rồi, để chữa gút này. Đấy, thì gút đó là cái gì ạ? Đó là trong dược lý thì phải mà các bạn rồi, đó là cái hiện tượng mà trong cái khẩu phần ăn của người bệnh nó có nhiều chất đạm, nhiều chất đạm và nhiều purin. Thì cái gì có nhiều chất đạm? Đó là cái thịt nạc, thịt đỏ ấy, có nhiều chất đạm. Trong hải sản thì có nhiều purin. Thì khi mà ăn nhiều, hàng ngày ăn nhiều thì nó không đào thải hết, để bắt đầu nó tạo thành axit uric. Axit uric này kết hợp với lại các cái ion kim loại, đặc biệt là các ion hóa trị 2, nó tạo thành các cái tinh thể urat. Cái tinh thể urat nó lắng đọng lại các cái khớp xương, mỗi ngày nó lắng tí, bắt đầu nó phồng, nó xuôi các khớp xương lên. Thì khi mà thay đổi thời tiết hay là có cái yếu tố thuận lợi viêm, đấy, khi mà prostaglandin nó sinh ra nhiều, bắt đầu nó viêm, bệnh nhân rất là đau. Thì để mà chữa gút ấy, thì người ta hay dùng nhất là allopurinol. Hôm trước thì thầy có phân tích với bạn rồi.
Nhưng mà trong điều trị gút ấy, thì cái gai này người ta có nói đến colchicin. Thì colchicin thì không có tác dụng hạ acid uric nhưng mà có tác dụng chống viêm và giảm đau trong bệnh gút rất là đặc hiệu. Nhưng mà colchicin thì lại có tác dụng phụ rất là nặng nề cho người ta cân nhắc. Và để mà hạ được acid uric thì có allopurinol, fesobutat. À, nhưng cái đấy thì nó rất là đắt. Mà rẻ nhất thì lại allopurinol. Nhưng allopurinol thì trong cái phần dược lý thì nói các bạn rồi là nó là dao hai lưỡi, nó rất là rẻ tiền. Nhưng mà nó lại liên quan đến cái yếu tố là nó gây dị ứng ở những người mà cái thiếu hụt có cái sai lệch về gen. Đấy. Và nếu những người mà sai lệch về gen ấy tiềm ẩn này, thì nguy cơ nó gây hội chứng sơn thì rất là nặng nề. Đấy, những người trên lâm sàng thì chúng tôi đã gặp những người bị hội chứng Stevens-Johnson, nên là cũng rất là ngại khi mà sử dụng cái này. Càng lên đến tuyến trên ấy, trong cái quá trình điều trị ấy, thì các thầy cần rất là cẩn thận xem là có sàng lọc hay không hay cái gì đó. Nhưng ở tuyến dưới thì bệnh khám hút hở, thế là kê allopurinol, thế là kê colchicin, thế là kê không để ý nhiều đến tác dụng phụ của các cái thuốc. Cho nên là chúng ta cũng phải lưu ý. Thì bệnh gút này là bệnh mãn tính, mà bệnh mà kéo dài nhiều năm, cho nên là rất phù hợp với lại các cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền hay nói khác là bằng đông dược. Thế thì cái trạch tả này nó có tác dụng lợi tiểu để nó tăng cái đào thải acid uric. Thì cái này hôm trước thì thầy cũng nói rất là nhấn mạnh với các bạn tại sao người ta lại dùng trạch tả để lợi tiểu mà người ta không dùng các cái thuốc lợi tiểu mạnh. Đấy. Bởi vì khi mà dùng các cái thuốc lợi tiểu mạnh ấy thì nó sẽ bị đào thải các cái điện giải. Khi đào thải điện giải thì cái chất điện giải đó nó sẽ lại đào thải, nó tranh chấp với lại acid uric, mà acid uric lúc đấy lại ngược lại là không được đào thải ra ngoài mặc dù là dùng thuốc lợi tiểu mạnh. Đấy. Cho nên là trong cái điều trị gút mà muốn là điều trị để giảm acid uric thì người ta lại dùng trạch tả, dùng mã đề, dùng rô ngô hay dùng cái mà lợi tiểu vừa vừa nhẹ nhẹ thôi, chứ người ta không dùng cái lợi tiểu mạnh. Đấy là cái lý do. Có vẻ như là rất là phiền phức bởi vì là các bạn vào học không vào một cái giờ nào cả, không cho vào thì không được, mà vào thì cứ phải hạ cái bài xuống không lại cho các bạn vào lớp. Các bạn lưu ý là cố gắng vào đúng giờ một chút, bây giờ vào học 2 giờ, 3 giờ kém rồi vẫn vào lớp. Không cho vào thì ngồi chờ vào. Tí lại có người vào, tí lại có người vào. Chúng ta sang phần thứ hai của carbohydrate, đó là cellulose. Thì cellulose là thành phần chính của tế bào thực vật. À, gọi là gỗ đấy. Đấy. Trong gỗ thì có 50% là cellulose, sợi bông, sợi vải là 97-98%, và gọi chung là chất xơ, đúng không ạ? Sợi lanh, sợi gai là 81-90%, sợi đay là 75%. Thân cây họ cói, họ lúa là 30-40%. Trong các thân cây này thì gần như là không có chứa nhiều cellulose như là với sợi bông, sợi gai. Về tính chất thì cellulose cũng là một glucosan như tinh bột. Thế về cái công thức cấu tạo của nó, công thức phân tử của nó thì cũng giống nhau. C10H12. C12O12. Về công thức phân tử của nó thì cellulose cũng giống như là tinh bột. Phân tử gồm các đơn vị glucose, nhưng khác tinh bột ở chỗ là các dây nối giữa các đơn vị glucose là beta 1-4. Khi thủy phân không hoàn toàn thì trong sản phẩm thủy phân có cellulose tetraoze. Đây các bạn biết là gì ạ? Cellulose đây là gốc gì ạ? Gốc carbo. Còn tetra là 4. Nó tri là 3 mà, tetra là 4. Ozer là cái gốc, ozer là thường nói về đường. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái thuốc nào hay những cái gì mà nó có đuôi ozer là đường, azer là enzyme. Hiểu như thế. Và khi thủy phân hoàn toàn thì cho glucose.
các phân tử cellulose kết hợp với nhau tạo thành micelle, tức là các cái bó sợi ấy, có chiều dày từ 10 đến từ 50 đến 100 arom. Cái cellulose không tan trong nước và dung hữu cơ nhưng tan được trong dung dịch stritter hoặc là hydroxit đồng trong dung dịch ammoniac. Đây người ta dùng cái này để người ta hòa tan cellulose. À, các cái dẫn chất của cellulose và công dụng của chúng. Cái avicel này, avicel đây là một cái tá dược mà rất là quan trọng trong ngành dược, gọi là cell vi tinh thể. À, chúng ta có cái CMC đấy ạ. CMC là carbon methyl cellulose. À, đây là một chất bột màu trắng, hạt bột có đường kính từ 10 đến 15 micromet, không tan trong nước nhưng phân tán được trong, nó phân tán được trong nước, không tan nhưng mà phân tán, giống như là các bạn thấy là sữa ấy, galactose ở trong sữa ấy, nó không tan trong nước đâu nhưng mà nó phân tán đều ở trong nước. Thế nên là chúng ta gọi là nếu mà dung dịch ấy, các bạn khi các bạn học bào chế ấy, thì cái khái niệm của dung dịch là gì ạ? Là chất tan hòa tan được trong dung môi, và thường là dung dịch là không có màu, và nếu có màu là màu của dược chất. Đấy, còn đây các bạn thấy là gì, sữa mà khi hòa vào trong nước ấy, thì nó chỉ là cho hỗn dịch thôi, tại vì nó không tan. Đấy, chính vì thế nên người ta mới có sữa bột, đúng không? Thông thường thì chúng ta cứ thích dùng sữa tươi, nhưng mà sữa tươi đóng hộp cho trẻ con được pha từ sữa hộp, được pha từ sữa bột. Thế còn sữa bột làm từ đâu? Thì sữa bột lại làm tươi. Đấy, nó lại hơi lòng vòng câu chuyện. Nhưng mà dược sĩ thì chúng ta học và chúng ta biết cái nào là cái chất nào tan và chất nào không tan. Đó. Bạn chiêm ngủ quên đúng không? Bây giờ mới vào học đúng không? Bột cellulose thì được dùng trong bào chế làm tá dược vã. Vì cellulose vi tinh thể này gặp nước nhờ cấu trúc mao phản làm cho nước dễ thấm vào viên nén và làm viên vỡ ra. Cái avicel này làm tán dược của viên sủi ạ. Khi mà các bạn đọc ở trên cái viên efferamgang ấy, nó có avicel chính là cellulose vi tinh thể. Cái vi tinh thể này là sao? Bởi vì là thứ nhất là bản chất của nó là cellulose, như vậy ạ. Nó có cái cấu trúc mao phản nên khi mà nó gặp ẩm ấy, thì nó sẽ hút nước vào trong mao phản và nó thấm và nó rã ra ngay lập tức, và khi nó rã ra thì nó sẽ giải phóng cái hoạt chất này, thế đó. Nên là người ta hay dùng để làm cái viên nén sủi ấy, viên sủi hoặc là gói bột sủi ấy, để nó trộn này. Đấy, đây là một tá dược đa năng. Đấy, bột cellulose thì còn dùng làm chất phân tán và ổn định các cái nhũ dịch và các cái hỗn dịch. Cái thứ hai là methyl cellulose. Đấy, methyl ở đây thì là cái gì? Cái methyl là cái gốc CH3. Đấy, giống như là các bạn biết là cái thuốc Medrol ấy với lại cái thuốc Prednisolone, thì Medrol với Prednisolone có khác nhau không? Về bản chất thì nó không khác nhau, nhưng về cấu tạo thì nó khác nhau bởi gì ạ? Nó thêm một cái nhóm CH3 vào đây. Cái CH3 này không có tác dụng xử lý nhé. Và đây nó chỉ là nhóm thế thôi. Nhóm thế thì tôi có thể thay thế nhóm này bằng nhóm khác, còn nhóm chức mới là nhóm quyết định. Đấy, thì cái Prednisolone mà chúng ta vẫn dùng ấy với lại Methyl Prednisolone thì không khác nhau. Không khác nhau về mặt hóa dược. À xin lỗi, không khác nhau về mặt dược lý, nhưng khác nhau về mặt hóa dược. Đó là gắn thêm một cái nhóm methyl vào đây. Đấy, thì cái cellulose này, methyl cellulose này, đây cũng là một cái tá dược và được dùng rất nhiều ở trong ngành dược. Methyl cellulose là dạng bột màu trắng cho với nước một dung dịch giả và có độ nhớt thay đổi tùy theo nồng độ và mức độ ankin hóa. Độ lớn phân tử trong bào chế thì người ta dùng methyl cellulose trong việc bào chế các nhũ dịch và các hỗn dịch, thuốc mỡ, các tá dược dính và tá dược giã cho viên nén. Ngoài methyl cellulose còn có ethyl cellulose. Ethyl là gì ạ? À, thay vì người ta gắn vào cái phân tử cellulose ấy một cái nhóm CH3 thì người ta gắn vào là C2H5. C2H5 gọi là ethyl mà. Đấy. Hoặc là người ta có thể gắn vào một cái gì ạ? À, C3H7, nhưng mà không phải là một cái chuỗi propyl nữa,
mà nó lại gắn hai cái chức, một là chức CH3, gắn hai cái nhóm thế, một nhóm thế CH3, một nhóm thế CH5, gọi là methyl ethyl cellulose. Đấy, thì các cái hóa dược ấy, khi mà các bạn đọc cái tờ hướng dẫn sử dụng ấy, về thành phần của nó là có MC, thì chúng ta biết ngay là tán dược của nó là methyl cellulose. Có EC, EC là ethyl cellulose, hoặc là có MEC, MEC đây. MEC thì chính là methyl ethyl và cellulose. Thì chúng ta đọc chúng ta biết, chúng ta hiểu bản chất của nó là cái gì. Thì cái này nó có tác dụng gì? À, với dạng nhũ dịch ấy, thì nó làm tăng cái độ nhớt, thì nó ổn định ở trong gì, trong nước rồi. Còn với dạng viên nén thì gì ạ? Với dạng gọi là thuốc dạng rắn thì nó sẽ hút nước để nó rã cái viên thuốc này, và nó giải phóng cái viên thuốc rất là tốt. Thế nếu như mà chúng ta mà lại dùng tinh bột để làm táo dược độ, để táo dược rã cho viên nén cũng được. Về mặt lý thuyết thì không sao. Thế nhưng mà cái độ rã của nó rất là lâu, bởi vì nó chắc như củ gạch ấy. Đấy. Thì tinh bột nó hút nước rất là kém. Nó hút nước, nó trương nở, nó có hút nước, nó trương nở, nó kém. Kém hơn rất nhiều so với lại gì ạ? À, các cái cellulose. Cho nên chúng ta đọc, chúng ta hiểu. Một cái nữa đó là hydroxypropyl methyl cellulose. Anh này thì khá là tổng thành, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ phân tích từng cái thành phần một. Hydroxyl là gì? Đó là cái gốc OH. Protein là gì? Đó là C3H7. Methyl là gì? CH3. Đấy, ở đây người ta gắn thêm gì ạ? Vừa nhóm OH này, vừa nhóm C3H7 này, vừa nhóm CH3. Có nghĩa là có ba nhóm thế gắn vào một cái phân tử cellulose. Nó sẽ cồng kềnh hơn. Đấy. Ta gọi là propylene glycol ete của methyl cellulose. Ở trong đó thì cái nhóm, nếu cái này thì nếu mà học ở trên lớp ấy, thì viết cái công thức thì các bạn dễ hình dung hơn là cái việc mà các bạn nghe. Nếu tôi các bạn nghe là các bạn, những bạn nào mà học giỏi khóa là các bạn có thể tự viết được công thức được, đúng không? Propylene là gì ạ? À, propylene chính là C3H7 đấy. Glycol là gì ạ? À, nó có hai cái nhóm OH. Ete. Ete của gì? Của methyl cellulose, thấy không? Nó có cái một cái nhóm hydroxyl ấy, thì bắt đầu là nó lấy đi một hydro, sau đó thì nó gắn vào với lại cái methyl cellulose này. Và methyl là đầu nối của các đơn vị của anhydro glucose của cellulose theo dây nối. Và trong bào chế thì STMC chính là hydroxy propyl methyl cellulose này này, được dùng để bào chế các hỗn dịch hay tạo ra các màng bao cho viên nén, để màng bao. Đấy. Một cái chất nữa liên quan đến cellulose đó là natri. Natri hydroxy. Đấy, có một ion natri gắn vào với lại cái gốc OH ấy của cellulose. Đấy. Ở đây thì chính ra của nó phải là gì ạ? À, natri cellulose. À, natri này, carbo hydroxy methyl cellulose. Đấy, đây là cái này cũng được dùng trong một cái tá dược. Là dẫn chất cái natri hydroxy, cái natri CMC này là dẫn chất của cellulose, điều chế gồm hai giai đoạn chính, nhất là cellulose được chuyển thành cellulose kiềm. Đây là những cái tán dược thôi, giới thiệu sâu sâu về cái tán dược các bạn đấy là gì ạ? À, cái vai trò của cellulose rất là quan trọng, không phải là với đời sống mà với ngành dược. Và từ cái cellulose này người ta có rất nhiều các cái tán dược đấy, được sử dụng ở trong ngành dược. Một cái thành phần nữa, một cái chất nữa của carbon hydrate đó là gôm và chất nhầy. Cái này thì được dùng nhiều hơn, giống như các vị thuốc hơn. Gôm thì được tạo thành trên cây là do sự biến đổi của màng tế bào, và thường thì sự biến đổi đó xảy ra ở những mô mà đã già, và những mô đó chuyển thành gôm. Gôm thì chắc nói đến gôm thì các bạn biết rồi, đúng không? Nhựa, gôm, chất nhầy. Đấy, nhưng có khi những tế bào non cũng bị biến đổi ở những cây thân gỗ,
gồm tạo thành do sự biến đổi những tế bào phần tủy và tế bào gần vùng tầng xương gỗ rồi chảy ra ngoài theo các kẽ hở như là lỗ sâu đục, vết chặt. Thế thì người ta thường là tạo những cái vết thương sinh lý, vết thương bệnh lý. Đấy, ví dụ như là những cây thông ấy, những cây cao su ấy, người ta tạo thành các cái vết thương để cho nhựa gôm chảy ra. Đấy. Chất nhầy là thành phần cấu tạo của tế bào bình thường trong một số cây. Chất nhầy chỉ có mặt trong một số tế bào của mô, ví dụ như là sâm bố chính. Người ta cũng cần biết rằng không có ranh giới thật rõ rệt giữa gôm và chất nhầy. Thế nên là cái chất nhầy nên là nó chảy ra nó khô lại, người ta gọi là gôm. Đấy. Có thể thì quan niệm gôm là sản phẩm thu được dưới dạng rắn từ các kẽ nứt tự nhiên hay vết rạch của cây. Còn chất nhầy là sản phẩm có thể chiết ra từ nguyên liệu bằng nước. Đấy. Người ta cũng có thể thu được cái chất nhầy trực tiếp, có thể người ta có thể chiết dược liệu đấy. Nhựa, ở đây là có nhựa. Nhựa tạo thành do sự biến đổi những tế bào thành phần tế bào phần tủy hoặc tế bào gần vùng tầng sinh gỗ rồi chảy ra ngoài theo các kẽ hở như là lỗ sâu, lỗ đục, vết chặt. Nhựa thì không tan trong nước nhưng dễ tan trong dung môi hữu cơ. Còn gôm và chất nhầy khi cho vào trong nước thì sẽ nở ra và tan. Cái này có một cái sự phân biệt nhựa và gôm và chất nhầy. Về mặt hóa học thì gôm và chất nhầy thuộc về polysaccharide. Poly là nhiều. Còn nhựa thuộc nguồn gốc terpen. Và nhựa đốt thì có mùi thơm. Đấy. Về ứng dụng thì gôm và chất nhầy được ứng dụng trong kỹ nghệ dệt thực phẩm. Đấy, cái này có chúng ta hay dùng cái thạch aga đấy, dùng để chữa táo bón. Đó. Còn trong kỹ nghệ dược phẩm axit anginic và anginat được dùng làm tá dược giã trong viên nén. Trong mỹ phẩm, tính chất nhũ hóa giữ nước và alginat được khai thác, gôm và chất nhầy hay được dùng nhiều trong mỹ phẩm. Đấy là các cái dược liệu mà có chứa thành phần là carbohydrat. Trong carbohydrat thì người ta phân thành tinh bột, cellulose, gôm, chất nhầy và nhựa. Thầy ơi, sáng thầy bảo cái cây dừa cạn chữa được ung thư ấy thầy. Cái cây đấy thì ví dụ là đang bị ung thư thì uống khoảng bao nhiêu thì được ạ thầy? Ví dụ sắc nước uống hay là thế nào ạ? Cái này nó phải tùy thuộc từ loại ung thư gì em ạ. Đang là ung thư phổi thầy. Ung thư phổi, nhưng mà cái này thì bây giờ người ta từ cái cây dừa cạn á thì người ta cũng đã tách chiết được vinblastin rồi, hoặc vincristin rồi. Vâng. Tinh chiết dạng tinh chất ấy. Vâng. Để tiêm. Đấy. Vinblastin và vincristin có hai cái hoạt chất từ cái cây dừa cạn là đã có chế phẩm ở trên thị trường rồi. Chúng ta cũng không cần phải từ dùng trực tiếp. Đấy. Vâng. Thì nó an toàn hơn. Vâng. Cũng có thể ví dụ như là một số thầy ấy thì thường hay phối hợp kháng thuốc, vị thuốc để có thể cho cái dừa cạn đó vào. Chúng ta sang cái phần tiếp theo. Chúng ta nghỉ giải lao một chút nhỉ, trước khi vào cái phần tiếp theo.